cần có vị thế riêng của mình. Đây là cách duy nhất để mang khán giả đến với diễn xuất của em. Nói hơi khó nghe, nhưng em nên thực tế chút đi. Điện ảnh từ lâu đó không còn là cuộc chơi của em nữa. Mấy người nghĩ tôi tàn rồi sao? Mấy người nghĩ tôi hết thời rồi sao? Tôi sẽ lấy lại chỗ đứng của mình mà không cần anh giúp hay cho phép. Cô đã chết chưa?